Whoa, hey guys, welcome to EV Seraphine. Chốt. Seraphine chốt. Ôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quá. Không cần 10 vẫn ăn mà. Từ từ. Chứ bây giờ để họ 10 làm gì? Không cần 10 họ đã ăn được bình rồi, chứ bây giờ chả lẽ lại cứ để cho họ 10. Buồn cười. Không cần 10 họ cũng ăn mình rồi thì mình phải không cho họ 10 chứ. Ăn à? Ăn à? Ăn rau muống à? Ăn rau muống cầm bữa à? Ăn rau muống cầm bữa à? Fuck the cua. Seraphine chốt. Seraphine chốt. Mà nãy giờ tôi nghĩ nhiều quá, xong rồi tôi thua con cua, xong tôi bực quá, bây giờ tôi không muốn nghĩ nữa các bạn ạ. Tôi thực tình là tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi nghĩ nhiều quá, xong tôi vẫn thua con cua. Vậy thì anh nghĩ để làm gì, đã không còn là gì. Đồ ánh sáng của con Seraphine là cái gì anh em ơi? Đồ ánh sáng của con này là cái gì ấy? Đồ siêu sao ấy? Mũ à? Mũ đúng không? Ok, thế làm cái Sozin. Ok, thế là đẹp rồi. Thế là mình sẽ làm một cái Sozin nhá. Cái gì đấy, đừng bảo thắng nhá, thua mà đúng không? Thua chứ, sao thắng được? Nhìn bài như thế này đòi thắng bịp. Quỷ thư Sozin à? Ui, béo Disco á. Bắt tạm mày đẹp không? Béo Disco thì mình phải kẹp thêm con Disco nữa vào ấy. Mà bây giờ mình đang không có con Disco nào ấy. Trông nó không đúng lắm nhở. Thôi, đánh logic đi. Làm tí quỷ thư Sozin như anh em nói đi. Phải là cái thế quỷ thứ Sozin đấy. Trời ơi, Pantheon 2 hộ pháp luôn. Disco nhân đôi luôn. Gấp đôi canxi luôn. Thôi đánh lúc trước đi chợ nhặt đồ anh em ơi. Đi chợ nhặt cái xẻng phải làm ấn KDA. Xong đánh phải Seraphine 7 KDA. Nhịp độ tăng dần. Ê nhưng mà nhịp độ tăng dần đánh nhiều pháp sư ngon hơn đúng không? Phải đánh nhiều thuật sư mới ngon anh em ạ. Phải đánh nhiều thuật sư mới ngon. Đánh nhiều KDA không ngon. Sozin nhanh ngon hơn à? Sozin nhanh hay Sozin quỷ thư? Bởi vì quỷ thư nó cũng có attack speed. Nhanh cũng ngon, ra chiêu lên tọn. Quỷ thư thì có vết thương sâu. Chứ combo nào cũng mạnh á. Kiểu nó tùy tình huống á. Chứ còn hai combo này đều mạnh. Bảy dinh. Úi dồi, xong lại còn có lõi tiếp sức nữa. Bài này mạnh đầu, mạnh cả lết luôn. Hay thế nhở, có bắn tỉa khéo thế nhở. Lách lách ra bắn tỉa, được đấy. Seraphine đang khỏe mà. Ok, tôi đánh Seraphine luôn mọi người ơi. Chắc là tôi lấy lõi này, tôi đánh Seraphine luôn mà. Cái cung ngon này. Ê cái cung 3 tiền ngon này. Ê cái gậy này, cái xẻng này. Ôi chậm rồi. Tận này siêu sao Seraphine luôn nhở. Đẹp. Năm con đây đúng không? Mình sao KDA à? 1 KDA, 2, 3, 4, 5. Bỏ con này đi. Đẹp. Tối nay hello Hà Nội ra gì à? Đừng vậy, chó đỏ nó có tí thôi. Đừng vậy, các bạn đừng vậy mà. Chó đỏ có tí, chả mấy. Ê, có cho con Evelyn tạm vào đi. Nhẫn ra mình vứt tạm vào lấy 5 KDA. Không để ý bỏ qua nó hơi phí. Rồi ra con Echo một cái nen thì là đẹp. Level 6 7 chết đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mẹ rồi. Như vậy phải lên level 7 mình mới đủ. Level 7 8 chết. Level 7 8 chết là đủ. Khu giao dịch xong rồi ra kêu luôn, hai cùng đao luôn. Khỏe điên. Kênh này hình như cờ lê, hình như hết cờ lê rồi hay sao ấy à? Là sao? Là anh em muốn làm cờ lê ở kênh này hả? À? Dễ mà, kênh này cờ lê điều kiện quá đơn giản. Bắt tạm nào, sợ hết tiền này. Physics phép bằng nhau. Thế thì bú luôn cái thú tượng đi. Em xin một cái cờ lê này anh ơi. Về vạn tí ốc vít à? À, điều kiện á, nó có điều kiện á. Nó có điều kiện đàng hoàng như khăn quàng đeo vào cổ á. Đồ cũng tạm tạm rồi, chắc mình bỏ qua cái này. Thăng hoa thì có thể là sẽ khá là ngon cái... Ê! Chắc là tôi không lấy cái này đâu. Tôi bỏ cái này luôn á. Tôi lấy cái này. Đây, cái này khỏe vãi cả đái các bạn ạ. Khỏe vãi cứt luôn đấy. Anh trâu lên Giác ơi, để anh heal cho. Anh heal cho em nè, anh heal cho em nữa nè. Mấy cái bài bo khum này lại á, tuổi gì ăn được Seraphine. Biết thằng Hoa không? Lấy khảm thì cũng ngon, nhưng mà lấy cái thăng hoa ấy, nó kiểu chắc cốp hơn ấy. Trận trước một bài kêu 100 máu, trận này lại có một bài kêu khỏe nữa à? Meta kêu à? Viron kêu is back baby. Giờ con này thay bằng con kia thì thêm một con Ari vào nữa. Ui, trưởng ác phết chứ nhở. Con Seraphine này tôi cứ nghĩ là nó cùi cùi cơ, nhưng mà trưởng ác phết anh em ạ. Các bạn có thấy trưởng kinh kinh không? Hay là tại cái lõi này nhở? Người Việt stream Tây à? Ui, sao chơi cái bài păng mà lại roll hết tiền ở tuần này vậy? Bây giờ mình nhặt thêm đồ tanh đúng không? Hoặc mình nhặt hai nước mắt cho Ari. Nhưng mà đồ tanh cảm giác đẹp hơn. Con Blitz là ngon nhất thì mất rồi. Tiếp theo đến con Thresh cũng được. Con Thresh ok luôn á. Thực ra thì cái cung giảm kháng phép này nó bị rẻ tiền quá, mình không muốn nhặt. Bỏ đi. Quên mất nãy giờ không cho con này cầm này các bạn ạ. Ok, cảm ơn Trang Huỳnh nhá. Anh quên mất đấy, nãy giờ anh không cho cái này vào con này. Lỗi á. Thầy Đôm hết Momo, giật mình tưởng anh em nào vừa vứt cho tôi ít tiền ở Momo, bú luôn. Khỏe phết nhở? Chú Thăng Hoa đam nhiều phết. Tôi không nghĩ là bài Seraphine nó có lực đâu. Nhưng mà có vẻ là tôi nghĩ sai rồi. Cảm giác nó cũng được ấy. Điên à, trận này là có cua để dừng bước anh Mạnh mà đòi anh Mạnh top 5. Sao con Nico đấy? Nico này thay cho con này là đẹp rồi này. Đêm ép cút à? Ông này nhiều máu xong rồi ông cứ ngồi ông khóc thôi. Lõi gì đẹp, song sinh đáng sợ đẹp keng. Bài Dinh khỏe điên. Bài khỏe điên vẫn khóc. Bài mình bị đấm như một con chó đây, không nói gì. Đấy, lại bị đấm. Mạnh ơi à, mà cháy hơi lâu em ơi, tắt cái đây. Này, thằng Big Challenger vào xem stream của anh đi. Mày vào xem stream anh đi. Big Challenger, mày nhìn thấy 4 con gì đấy không? Mày có nhìn thấy không? Mày muốn anh lóc thêm tơ nữa không? Chỗ anh em với nhau mày muốn anh lóc thêm tơ nữa không? Mày muốn anh lóc hết chỗ này lại không? 3 tơ nữa không? À, khóc à. Mạnh tha rồi nha. À, anh Mạnh cọc lắm đấy. Nhưng mà hôm nay anh Mạnh tốt bụng rồi, anh Mạnh tha đấy. Anh em mình tình cảm mà. Được. Nói thế nghe còn được. Đấy, con khịa khịa mình hiểu không? Các bạn hiểu không? Định dọa mình hiểu không? Nhóc ác này, dọa anh Mạnh rồi, anh Mạnh cọc lại, anh Mạnh cục hơn cứt. Cảm ơn Giáp Thanh đã donate Mạnh 5.000 đồng. Tối ra sân cho Tiêu bớt bánh trưng không anh ơi. Dạo này đang không có ai trông con Giáp ơi. Bà giúp việc nhà anh nghỉ luôn rồi. Tầm này anh Mạnh néo đi được đâu luôn đấy chứ. Khổ lắm em ơi. Cái này có nên để làm quỷ thư không? Quỷ thư bây giờ cũng hơi phí nhở. Quỷ thư diary kiểu nó không ngon ấy. Không nhặt hết đồ gì đấy Huy. Ủa anh còn đồ gì chưa nhặt à? Ông người Việt chim Tây ông ấy cứ mẹ đứng đầu bảng xếp hạng sao ông cứ khóc. Khó khăn thật đấy. Ê từ nhá. À đây. Cái gậy không? Cái gậy xong rồi làm thêm một cái đồ ấy nữa không? EF Sozin. Lấy cái lõi này ngon lắm này. Bây giờ lấy cái gậy làm được một cái này. Cộng thêm một cái gì trục tội Sozin, kiếm súng. Nước mắt. Kiếm súng cũng ngon cơ. Nhưng mà tôi thiếu đồ tanh quá, tôi có lo đánh nhau rồi, chắc tôi lấy cái mũ. Cái nen tới 2 rồi à? Thế mình bắt thêm cái nen làm chi? Lulu thế thôi nhở? Tiết kiệm tí tiền để roll con củ lím kia, Lilia 2 rồi thế thôi. Bây giờ cần con Ari nó là đẹp bài rồi này. Lilia 2 đúng không? Sau này cầm một cái màu phát giáp lửa luôn không? Không, không nên ấy. Cùng lắm mình làm cái dây dục tội cho con này thôi. Còn mình không nên làm giáp lửa anh em ạ. Bởi vì cái kia tí làm thêm một cái đồ tanh nữa là đẹp keng. Sau này cầm thêm này. Mạnh thích đồ lẻ. Nhưng mà Mạnh roll 4.2, Mạnh vẫn chưa ra được Seraphine 3. Mạnh đen như con chó ấy. Tới này thua thì mình bung tiền nhá. Nó không lắp giáp lửa sao ăn được nhà này. Này em chứ lắp cái giáp lửa thì tìm kiếm một cơ hội các bạn ạ. Đấy, lắp cái giáp lửa có tí vết thương sâu đấm con này vẫn thua cơ, thế nó mới cáu chứ. Hòa rồi mẹ, hòa không hòa luôn cơ, người ta đấm mình như con chó luôn cơ. Mẹ đã phí giáp lửa rồi xong rồi lại còn thua nữa chứ. Cáu nhờ luôn anh em ơi. Nhiều cái ra thế. Hai mươi 8 tiền level kẹp thêm con này vào. Thôi tí làm cái nó set rồi, cho con Ari cùng Sozin rồi. Thôi vừa thua xong lên làm gì, tiết kiệm tiền đi. Trên sân có 7 con 4 tiền thì vẫn có cơ hội ra tinh anh Ánh Mạnh. Đúng rồi em ơi. Miễn là 7 con đấy không phải là ở nhà em là được. 7 con đấy mà của nhà em thì em không ra được. 4 tiền có tổng cộng 10 con. Trên sân có màu phắc nó vẫn ra được. Bạn đi eco không? Nhưng mà tuần sau mình lên level rồi đấy. Cảm giác tuần sau mình lên level mình cho này vào rồi. Bỏ qua đi. Có thể là mình làm một đồ tanh cũng được, mình nhặt dao điện cũng được. Đấy, dao điện mất rồi. Cái nước mắt đi. Ờ kìa, thằng BX này. Mẹ lấy nước mắt làm gì đấy? Chôn à? Kêu có giảm kháng phép rồi, mẹ. Nhặt dao điện về chôn à? Lợn này định chôn mình. Em định lấy đồ cho ca thớt à? Cá thớt một không cần đồ đâu em ơi, bỏ đi. Cá thớt một lấy đồ làm gì, nó phí thôi, phí slot đồ thôi em. Mình tập trung vào những thứ lớn lao hơn đi bro. Trận này một điểm đáng tiếc nhất là mình lấy vương miện bảo hộ nhưng mình lại quá ít mảnh để ghép vương miện bảo hộ. Mình không cần đổi con này luôn, mình sẵn sàng bỏ một cái kiếm súng nữa ra để mình có thể đổi lấy một cái vương miện bảo hộ. Giữ lên con Annie á. Lên level 9 mới cần, level 8 mới cần cơ mà. Level 9 mới cần đấy. Thực sự là cần giữ không? Tôi này thẳng bàn ba con này không? Đánh up level được rồi. Này level 9. Khó nhở. Đánh quá hy vọng ra một vương miện bảo hộ nhá. Một cái vương miện cho Neko là đẹp. Thực ra lên level ấy đẹp nhất là bây giờ mình kẹp một con Illaoi vào này. Vừa lấy được đấu sĩ lại còn thêm cọc tanh này. Ở level 8 xong kẹp thêm con Rik nữa lấy 2 hyper pop và trừ kháng phép. Đấy là đỉnh nhất luôn đấy. Mình không cần 7 thuật sư luôn các bạn ạ. Mình không cần Sona ván này luôn. Có thì cũng được. Ê cô! Mau phát stun! Đúng rồi. Yes. Bây giờ lên level kẹp Illaoi ấy, xong rồi kẹp ấy vào ấy là binh, bài đẹp keng luôn. 5 sợi này, eco một tên hợp lý này. Hello Vũ Hoàng nhá. Diệt, giáp. Xin đấy, một cái giáp thôi là đẹp. Bài mạnh thế. Hai con co cầm hai cái giáp thiên thần mẹ. À động lực cuối cùng, thì mạnh là đúng rồi. Sai cái mẹ nào được. Khiếp nhờ. Và nhiều phen cứng nữa chứ. 5 phen cứng. Quyền năng ánh sáng. Ui, Nam Lan lăn ra chết. Ván này xong rồi tuần sau lại chó đỏ, xong rồi lại ra một con Illaoi nữa. Trên quãng đường mình lên level không? Hay là mình lên luôn đi, cho chắc đi. Mình thử roll xuống 30 tiền nhá. Thôi này thôi, nhẹ, thế thôi. Thử tí thôi các bạn này, không ra thôi. Cái bài này nó khỏe mà, kẹt hay không kẹt thì nó cũng khỏe. Nó cũng cao tầng mình rồi. Mùi máu, Seraphine, thăng hoa. Và đó là người Việt stream Tây. Cái lõi này được phết đấy các bạn ạ. Tung chiêu 2 lần này được phết đấy. Seraphine mỗi tên này, 8.000 đam này. Nhìn khá nhở. Không khinh thường đâu. Thực ra cái hút máu này có quan trọng không? Cái hút máu này thấy không quan trọng lắm ấy các bạn. Bán Annie làm sao 7 thuật sư được? À, anh không đánh 7 thuật sư em ơi. Đây này, lên level anh tìm thêm Illaoi với Rik vào thôi. Anh không đánh 7 thuật sư anh nói từ nãy rồi mà. Ôi tôi chết rồi, không xếp bài rồi. Mình lại ngồi đọc comment, giải thích. Viewer ai mà chả hiểu cơ chứ. Bạn ấy chỉ trả vờ hỏi để lấy content thôi. Mình còn ngồi mình giải thích. Lướt lên trên, đứng. Còn mẹ chó mẹ người nữa rồi. Không xếp bài cái đái luôn. Thua 3 con được. Đây thua 2 con đẹp. Kiểu 5 phen cứng thì cần thôi, chứ 4 phen cứng thì cũng chả cần lắm. Thật. Đấy để kiếm súng cho con này cũng được. Chờ mong ánh dài sẽ đem về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm làng. Ôi cút luôn rồi em view cung bắn cái cút thật, bạn bè đi luôn. Lại nhìn cứ cấn cấn à. Không cấn tí nào bro. Nó lại là không cấn tí nào. Em có biết Kaisa tanh không? Này, anh cho lên hàng đầu cho em hiểu nhá. 7 KDA biết Kaisa bao nhiêu máu không? Này 1080 đố ông Huy tính ra con Kaisa để vào sân sẽ bao nhiêu máu đấy. Đố ông Huy tính ra đấy. Đố đấy. Tính nghe Huy, tính nghe 1.500. Ôi 1.600, còn mẹ nó tính đúng rồi, hỏng rồi. Anh biết là 1.600 anh nhá Huy nhá. Anh biết là kiểu gì Huy sẽ tính chả đúng nên anh mới đố Huy thôi. Chứ còn bình thường anh kiểu Huy mà tính không đúng thì anh đố Huy làm gì. Anh biết thừa là Huy sẽ kiểu đoán chính xác rồi nên anh mới đố Huy chứ. Em hiểu không? Anh em mình hiểu nhau mà đúng không? Đấy. Thì chắc chắn là em sẽ dự đoán đúng rồi nên là anh mới đố em. Chứ còn em mà không dự đoán đúng thì anh đố làm gì, mất công. Ok chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn luôn chứ. Chuẩn luôn đấy chứ. Anh biết là kiểu gì em chả đoán đúng. Nghìn 600 máu à, nó tính ác cái nhở. Hai con này đều 1.600, con này 1 tiền, con này 2 tiền, vẫn bằng máu nhau, chó. Con này hẳn 5 tiền. Cứ cho tạm áo. Còn em bắt con này không? Xong đi chợ 6.3 nhặt một ấn KDA xong 10 KDA không? Ủa? Nhớ đi chợ 6.3 tôi có một KDA là tôi 10 KDA rồi còn gì? Đúng không? đi săn không? Cao tờ Yone. Đổi được con này qua đây rồi, nhưng con này tanh không được nhiều lắm. Lướt lên trên. Lướt đi. Đừng im. Con mẹ mày sao lúc mày không vậy? Mày PK mày điều khiển à? Kiana đẩy. Đẩy nó. Đẩy. Đẩy thẳng về phía Seraphine. Con này mới đẩy không vậy? Pentakill. Siêu sao Pentakill. Chưa ra Olaf. Roll kiếm Olaf cái. Yuke ơi, tha mạnh đi Yuke. Yuke mạnh vãi cả nòi, là tha mạnh cái. Không cần 10 vẫn ăn mà. Từ từ. Chứ bây giờ để họ 10 làm gì? Không cần 10 họ đã ăn được bình rồi, thế bây giờ chả lẽ lại cứ để cho họ 10? Buồn cười. Không cần 10 họ cũng ăn mình rồi thì mình phải không cho họ 10 chứ. Ăn à? Ăn à? Ăn rau muống à? Ăn rau muống cầm bữa à? Ăn rau muống cầm bữa à? Giờ cua. Game trước mà không có cua tôi được 2 cái top 1 rồi. Là con cua chứ mẹ gì nữa. Game trước không có cua là tôi top 1 rồi. Lúc đầu mình pick cái lõi này ai bảo mình trôn nhở? Ê, hình như con mình về chờ mình tí nhá, xem stream nữa không. Nếu không stream nữa thì mình xin phép hợp thôi. Thôi anh em ạ, hôm nay mình lại làm 3 ván sương sương thôi. Mình lại có một cái top 1 ở trong đấy thôi. Easy. Mình xin phép mình lại phải ra trông con rồi. Lại đến giờ trông con rồi. Ngày mai thì mình sẽ cố gắng stream sớm hơn tí nhá. Để stream được lâu hơn với mọi người. Ngày hôm nay thì mình stream hơi muộn tí. Tại vì mình có đi cà phê với cả đối tác làm việc. Nên là chạy ha. Cảm ơn mọi người ha. Bye bye và hẹn gặp lại ha. Ngày nào Mạnh cũng có cái top 1 cho anh em, mãn đôi nhãn rồi còn khóc cái gì nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ha. Bye bye anh em. Bye bye.